Rồi chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem chiếc xe thuốc này. Cần dài này các bạn. Cần khá dài luôn ha. Nó gấp đắt lẻ trên sông này. Thôi cái phà này. Cái phà này cũng khá nhỏ các bạn. Chiếc này giống mà không biết mình đậu với cái trời vô coi kìa. Trời ơi. Má ơi con nó nhấn gạo. Mình không biết là cái chiếc này chiếc không máy nữa ha. Còn nó nhấn cái gào của nó nè các bạn. Đó coi kìa. Trời ơi cái lái của nó ở sao nè. Trời ơi. Nó nhấn gào lận cho là nhấn xuống lận vào cái gào cho nó đầy nghe các bạn. Rồi có nó nghiêng rồi kìa. Các bạn thấy nó hạ nó đưa cái cần qua bên bánh là bắt đầu là mé bên đây nó bị nghiêng nha. Trời ơi coi kìa. Khủng khiếp không? Cái lái ở sao là mình độ là cái lái nó muốn chìm luôn các bạn. Đây. Nè cái lái nè. Coi nó lên hết đây. Đây cho nó nhổng lên lại. Mình lấy lẹ quá nó bị mờ. Đây cái lái ở sau này các bạn. Đây mình giờ mình đi xuống lên này chút xíu coi cái lái nó muốn khẩm luôn nè. Nè. Các bạn thấy nè, nó. Ghê không? Này nó mạo hiểm nha. Bởi vì tài xế ở đằng trước rồi đâu có biết là ở đằng sau nó khẩm như thế nào. Thì biết nhấn xuống là lấy đất lên rồi chứ hà không có biết ở đằng sau là nó khẩm nè, nó lém lém nước nha. Thôi thôi coi kìa coi cái phà của nó kìa. Đây cái phà nó nè các bạn. Giờ thấy cái lường ở dưới luôn mà. Còn ở sau kìa, lém lém nước luôn. Mình đổi chiếc này chắc chiếc 07 hay gì các bạn. 07 hay 05 gì. Từ 05 đổ lên nha. Anh chị có biết chơi chiếc này chiếc không mấy thì hãy bình luận cho mình biết nha. Thôi rồi cái gào này khá là đầy nhiều đất luôn nè, lú lên trên luôn nè. Kéo xích vô cái cần của nó hơi cục các bạn. Rồi nó dính nè. Thôi kìa. Ghê không? Đây cái lượng ở dưới nó muốn thấy luôn nè các bạn. Nó hó coi kìa. Khủng khiếp không? Ngồi ra cái lái vô nước luôn quá. Ê ghê không? Má ơi này nó mạo hiểm. Cái phà thì nhỏ nha. Ghê chưa? Yeah.
nó không có đầy đất là nó nhấn hoài luôn các bạn, nó nhấn rồi nè, nổi nổi cái mũi lên vậy. Ghê chưa? Anh chị nào có yêu thích kênh của em cho em một like và một lượt đăng ký anh chị ơi, để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Ôi ơi, coi nó nhổng mũi nó lên khủng không? Ghê chưa? Mấy cái chiếc này cần dài dài vậy đây là nó chuyên về gắp đất lẻ nha các bạn. À, có nha, có chiếc này, những chiếc cu bè khác là nó gắp đất lẻ là nó gắp bỏ lên trên bờ này, có chiếc ban vô nha, sao chiếc gắp này gắp chưa có chiếc thấy chiếc là ban vô trên các bạn. Chiếc này múc lên rồi chiếc kia múc đổ vô trong. Trời ơi, nó đưa cái phà nó ra ngoài, kéo phà nó vô. Lọt nè, lọt nè, lọt nè. Bên là không có lọt. Cái này công trình nha các bạn, công trình nó múc đất này để lên để làm lộ nha. Đây kìa, mà nó nhấn vào và nhõng nhõng cái mũi lên, cái lái thì nó chìm xuống rồi nó, các bạn thấy không? Giờ này không có lọt kia không? Thôi ơi, con nó nghiêng nè, khủng không? Thôi ơi, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa? Rồi nó bị dính luôn rồi các bạn, nó dính cái đất vô cái gạo luôn rồi nè, nó nhả không ra luôn rồi nè. Thôi ơi,
có gạo thì nó dính nha các bạn, nó dính đất vô trong, dính vô cái gạo nha. Có gạo thì nó không dính. Rồi mình xin kết thúc video các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo ha. Anh chị nào có yêu thích kênh của em cho em một like và một lượt đăng ký anh chị ơi. Để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Ổn chưa?